Lolo, Ajinomoto xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Em mình cùng nhau trở lại với thiên đường trò chơi và cùng nhau chia sẻ tiếp tục những cái đường cầu tài xỉu MD5 trên thiên đường trò chơi, giúp anh em luôn thành công nhé. Vốn cái này mình là 81 củ, vốn căng chiến căng luôn. Làm tay hồi xỉu 10 củ luôn anh em này. Bệt cầu gãy cầu trả tay cầu hồi. Tự tin lụm lúa luôn. Đấy. Khẳng định với anh em trước khi mà bát cho nó uy tín được không? Khẳng định như thế nó mới chuẩn lét. 4 3 2 1 uy tín, uy tín đẳng cấp, quá là ok đúng không, quá là ok luôn chứ còn gì nữa. Tiếp tục nào, làm tay nữa nào, vào tay tài. Đấy, anh em thấy mình khẳng định chuẩn không, vào tay tài ba cục uy tín luôn, vào tay tài ba cục cho nó rực rỡ. Anh em là chơi bộ môn này anh em cứ chuẩn cầu vào phang thôi nhá. Cứ chuẩn cầu vào phang. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. 7 6 5 4 3 2 1 rồi, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Ngon lành canh đào. Ngon lành canh đào. Tiếp tục nào. Cầu 11 giã tiếp một tay 4 cùng. Theo cầu. Theo cầu không giàu cũng đủ ăn đúng không? Theo cầu thì sống mà chống cầu thì toang. Những anh em nào kinh nghiệm non kém anh em phải tham khảo thật nhiều những đường cầu của mình để chúng ta cùng về bờ anh em nhé. Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo để xem ra tay này nó có rực rỡ thành công hay không. Đó, chơi thì nó có tay nọ tay kia, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là cái kết cuối cùng anh em mình phải là một số dương. Đấy mới là điều quan trọng anh em nhé. Rồi. 4 3 2 1. Ây xa. Tay này lại trả tài tiếp anh em ạ, lại trả tài tiếp. Lại trả tài tiếp. Ây xa. Vào một tay tài nữa này. Bệt tài tay này vào. 6 củ rồi, nhẹ nhàng rồi. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Mình trước đây chơi khá là nhiều trên các con game khác nhau, B29, chấp 79, Naga, nổ hũ 68 game bài. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình thành công ở trên con thiên đường trò chơi này. Và bây giờ muốn chia sẻ lại với anh em những cái khung cầu, những cái đường cầu đẹp nhất, ok nhất để chúng ta cùng về bờ. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tay tiếp theo. Cùng nhau chờ đón kết quả tay tiếp theo nào. 2 1. Rồi. Chuẩn đét luôn. Chuẩn đét nét Sony. Chuẩn đét nét Sony. À. Chuẩn đét nét Sony tiếp tục nào. Tài 12, 12 về xỉu. 12 tài. Đấy, đây là như 12 xỉu. Đi tiếp một tay xỉu. Theo lịch sử tay xỉu. Chơi bộ môn này thì anh em không phải vội, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh tự tin. Bình tĩnh tự tin. Không cay cú, âm thầm chịu đựng, trả thù sau. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Lụm luôn, lụm luôn, lụm luôn, lụm luôn. Lụm luôn.
Lụm luôn, lụm luôn. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Làm tay nữa nào. Hồi tài đi. Một củ rưỡi. Đấy. Cơm gạo có rồi thì chiến từ từ thôi đúng không? Cơm gạo có rồi thì chiến từ từ thôi. Khi mà anh em có cơm gạo rồi thì em chiến nhẹ nhàng để giữ thành quả của mình, anh hiểu không? Chứ đừng có ham quá, đừng có vội. Bộ môn này là anh em phải đặt mục tiêu rõ ràng, được bao nhiêu thua bao nhiêu mình sẽ nghỉ. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả. Cùng nhau chờ đón kết quả, xem tên này có rực rỡ hay không. 6 5 4 3 2 1. Ngon luôn. Ngon luôn, ngon luôn. Tiếp tục nào. Cơm gạo riêng 99 củ 3 rồi. Mình giã nốt tay nữa anh em nhé. Con này dương hơn chục củ rồi, gần 20 củ, giã nốt tay nữa xỉu 1 củ 3. Được thua là được thua tay này cũng nghỉ. Được cũng nghỉ và thua cũng nghỉ. Chơi thế thôi. Được cũng nghỉ và thua cũng nghỉ. Riêng bộ môn này thì cứ bình tĩnh tự tin, sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Anh em chơi vừa đánh vừa run thì không khó về bờ lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. Tăng nốt tại này thôi nhá, được thua thì nghỉ. 6 5 4 3 2 1. Lụm. Lụm 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 lụm. Lên 105, 100 củ. 100 củ 5 lít nha anh em nhá. Quá là cơm gạo quá rực rỡ rồi thì mình quyết định dừng lại chốt gà đây. Tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye anh em.